253. Cúc trừ sâu, tên khác: Cúc trừ trùng. Bộ phận dùng: hoa hoặc rễ. Tác dụng dược lý: một Tác dụng dược lý và độc tính nói chung. Bột cúc trừ sâu uống hoặc hít qua đường hô hấp ít độc với người và động vật máu nóng. Đối với những người tiếp xúc với hàng tạ bột cúc trừ sâu, thường chỉ thấy hắt hơi, một số bị ngứa ở mặt và cánh tay. Cành hay gây các hiện tượng đó hơn là hoa. Tuy nhiên, nếu thuốc trực tiếp vào tuần hoàn thì rất độc. Đối với các động vật có máu lạnh, sâu bọ côn trùng và động vật không xương sống, cúc trừ sâu rất độc, ít loài sâu bọ không bị tác động của nó, nhưng tác dụng không đồng đều, có con bị ngộ độc tức thời, có con bị từ từ. Muốn có tác dụng, bột cúc trừ sâu phải được tán thật mịn. 2. Cơ chế tác dụng gây độc. Sau khi tiếp xúc với cúc chứa sâu trong 2 đến 3 phút, côn trùng và các loài các loài sẽ bị hưng phấn quá độ, vận động không điều hòa, sau đó ngã ra và mê. Đó là do cúc trừ sâu can thiệp vào quá trình vận chuyển ion qua mảng, tác động lên hệ thần kinh cơ. Ở nồng độ cao, sự vận chuyển ion qua mảng bị ức chế, nên quá trình hưng phấn bị phong bế. Nếu nồng độ thấp, một số loại có thể phục hồi lại sau một ngày. 3. Tác dụng dược lý cụ thể Độc tính trên ruồi Sinerin độc sắc xỉ gần bằng pyrethrin. Pyrethrin 1 và sinerin 1 độc gấp 3 đến 4 lần pyrethrin 2 và sinerin 2. Để đánh giá cường độ tác dụng của pyrethrin trên ruồi, người ta dùng một ống nghiệm cho vào đó 3 grain bột pyrethrin, sau đó cho vào ruồi. Thuốc đạt yêu cầu về hiệu quả, tác dụng sẽ làm ruồi được hoạt động sau 3 phút và sau đó sẽ chết. Độc tính trên côn trùng các loại Pyrethrin là chất độc rất mạnh khi tiếp xúc với côn trùng. Dạng bột cũng có tác dụng, nhưng tiện dùng hơn là hòa bột vào dầu như dầu thông, dầu vừng rồi mới hòa vào nước, dầu khoảng 5% rồi vun. Tác dụng sẽ tăng lên nhiều. Một số chất trong cúc trừ sâu như axit piperic, axit phthalic và một số hợp chất khác có tác dụng hiệp đồng và thường dùng để chế ra các chế phẩm của pyrethrin hoặc cúc trừ sâu khác nhau thân và lá cúc trừ sâu cũng có tác dụng diệt côn trùng đáng kể. Trong nông nghiệp, nên dùng cúc trừ sâu thay cho DDT và 666 để diệt côn trùng vì DDT và 666 dễ gây tổn thương gan. DDT với nồng độ 5 phần triệu trong thực phẩm đã gây tổn thương gan. Dùng DDT và 666 sẽ để lại tồn lưu trong cỏ. Bò ăn cỏ làm cho sữa có DDT nhưng cúc trừ sâu thì không để lại tồn dư có thể gây độc hại. Tác dụng sinh trùng đường ruột Cúc trừ sâu và pyrethrin có tác dụng trên dung Ascaris lineatus và nhiều ký sinh trùng đường ruột khác, do đó được dùng trong thú y. Trên người thường dùng pyrethrin vì liều dùng đảm bảo được chính xác. Tác hại trên da người Cúc trừ sâu có thể gây viêm da và bệnh da, nhưng không phải do pyrethrin mà do các thành phần phenolic trong hoa vì pyrethrin thậm chí ở nồng độ 93% cũng không gây kích ứng da. Độc tính trên động vật máu nóng. Pyrethrin thực tế ít độc đối với động vật máu nóng khi uống nhưng lại rất độc nếu tiêm. Vị trí tác động là tủy sống, tiêm dưới da cho thỏ liều 52 mg trên kg, chất chrysanolit sau 48 giờ thỏ chết. 4 định lượng sinh học chất lượng hoa cúc trừ sâu. Phương pháp dược điển liên xô 9 Tán hoa cúc trừ sâu thành bột mịn, dây qua mắt dây 0,18mm. Trộn đều, lấy mẫu, mỗi mẫu 0,001g. Dùng 4 chai thủy tinh sạch và khô, mỗi chai có thể tích 1 lít, nút mài hoặc nút cao su. Cho vào hai chai, mỗi chai một mẫu thuốc, nút kỹ và lắc kỹ cho bột bám đều vào vách chai, còn hai chai kia để làm đối chứng cho vào mỗi chai 23 con ruồi nhà, nở cùng ngày, sống trước ngày thí nghiệm 5 đến 11 ngày. Lắc bằng cách xoay chai thuốc hai vòng. Sau 15 phút kể từ khi cho ruồi vào, đếm số ruồi chết và tê liệt trong mỗi chai. Ruồi bị tê liệt là con ruồi ngã xuống đáy chai, còn ngọ nguậy nhưng không bay, không bỏ được. Hoa cúc trừ sâu đạt yêu cầu nếu trong chai có thuốc, ruồi chết và tê liệt 100% còn ở chai đối chứng ruồi không được chết quá ba con nếu ở chai đối chứng ruồi chết quá ba con là chất lượng ruồi không đảm bảo cần phải thí nghiệm lại với lứa ruồi khại với lứa ruồi khác tốt hơn phương pháp dược điển pháp 1949 tán nhỏ cúc trừ sâu đã phơi hoặc sấy khô dây qua dây số 26 cân lấy 50 g bột chiết hồi lưu trong 6 giờ với ether dầu hỏa độ sôi 35 đến 50 độ C Cô để đuổi hết ether. Hòa tan cặn vào ether ethylic đến đủ 200 ml, lấy 5 ml cho bay hơi ở nhiệt độ thấp để được cặn. Hòa tan cặn trong 10 ml cồn 95 độ C rồi thêm dần vào 1 lít nước, vừa thêm vừa khuấy để được một nhũ dịch đồng nhất. Giữ nhũ dịch này ở 15 đến 20 độ C và cho vào đó 5 con cá vàng Carassius auratus nặng khoảng 5 g. Sau 3 phút tất cả những con cá phải có triệu chứng ngộ độc, mất thăng bằng, bơi không được do mất hoạt động điều hòa. Tính vị công năng Cúc trừ sâu có vị đắng, tính mát có tác dụng diệt sâu, trừ trùng. Công dụng 1. Trị ký sinh trùng đường ruột Run đũa, run tóc, run móc, run kim, sán sơ mít Thường dùng dạng hoạt chất pyrethrin Người lớn 10-20mg Trẻ em 5-6mg uống lúc đói trong 3 đến 10 ngày liên tiếp. 2. Chỉ cháy giận ghẻ. Bột hoa, bột rễ hoặc cồn chiết rễ, 100g bột rễ ngâm với 500ml cồn 80 độ bôi lên da. Hoặc chế thuốc mỡ có 0,75% pyrethrin, tá dược là mỡ cừu, dầu petro và paraffin bôi lên chỗ ghẻ. 3. Diệt sâu bọ. Bột hoa một phần hoặc bột thân và hoa 2 phần, hòa với 8 phần nước xà phòng, đun nóng thêm ít dầu vừng, phun lên cây bị sâu bọ phá hoại. Hoặc lấy 20g bột toàn cây, cả hoa và thân cúc trừ sâu, hòa vào 3 lít nước, đun nóng lên lít nước, đun nóng lên rồi phun. 4. Diệt bọ gậy Hoa cúc trừ sâu dã nhỏ, ngâm với nước có thể tích gấp 20 lần khối lượng cúc trừ sâu rồi đổ vào chỗ bẩn có bọ gậy. 5. Làm hương trừ mũi lấy 20 phần bột hoa cúc trừ sâu, 30 phần bột thân và lá cùng cây, thêm 50 phần bột và nhựa làm thành hương thấp. Khi dùng đốt hương lên, mũi sẽ chết hoặc bay đi nơi khác. Bột cúc trừ sâu càng để lâu càng mất tác dụng, đặc biệt tác dụng giảm nhanh nếu để bột ở chỗ ẩm, bao gói kh... Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam, chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web bảo kỳ nam.com cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nếu video này hữu ích hãy like và chia sẻ nó lên facebook zalo cho nhiều người cùng biết để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác